Sáng ngày 30 tháng 8, huyện Mỹ Đức đã tổ chức đấu giá đất. Phiên đấu giá được thực hiện đối với 24 lô đất tại hai xã Suy Xá và Lê Thanh. Các lô đất có diện tích 76/140 m² với giá khởi điểm là từ 2,3 đến 3,5 triệu đồng trên mét vuông. Trước đó, vào ngày 22 tháng 8, 11 thửa đất tại thôn Tiên Mai, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức đã được đấu giá thành công với giá trúng đấu giá thấp nhất là 25,370 triệu đồng mét vuông, giá cao nhất là 32,97 triệu đồng mét vuông. Mức giá trúng đấu giá cao gấp 5 đến 6 lần so với giá khởi điểm là 5,370 triệu đồng mét vuông. Cuộc đấu giá tại hai xã Suy Xá và Lê Thanh được chú ý bởi mức giá khởi điểm là thấp nhất so với những cuộc đấu giá đất đã diễn ra tại Hà Nội gần đây. Ngay từ sáng sớm đã có rất đông người có mặt tại địa điểm đấu giá là hội trường Ủy ban nhân dân xã Suy Xá. Trước đó, nhiều người dân địa phương đã truyền đi thông điệp cùng nhau đoàn kết, không mua lại đất của lực lượng đầu cơ, môi giới, tránh đất quê mình bị bơm thổi. Ghi nhận tại nơi đấu giá, người dân địa phương có mặt nhiều hơn, ít thấy các nhà đầu tư ở tỉnh khác có mặt. Một nhà đầu tư thường tham gia các cuộc đấu giá đất cho biết, hiện tại, việc đấu giá đất đang được siết chặt hơn, giới đấu giá đã bắt đầu e ngại. Thời điểm này, việc bán đất sang tay nhanh cũng khó khăn hơn. Đất lề quê thói, ở đâu cũng phải lựa theo tình hình, thêm nữa là khu vực này rất xa trung tâm. Các khu đất đấu giá nằm giữa khu dân cư, xung quanh là nhà cửa của người làng, không dễ mà ăn được nên giới đầu tư không mấy mặn mà. Theo quy định, những người đã đăng ký, có hồ sơ hợp lệ được vào phía trong để tham gia đấu giá, không được mang điện thoại vào bên trong. Phiên đấu giá diễn ra trong trật tự và kết thúc sớm chỉ trong buổi sáng. Đất Lê Thanh ngáo giá rồi, cao thế là những lời nhận định của người dân địa phương sau khi có kết quả đấu giá. Theo kết quả đấu giá sơ bộ, với các thửa đất tại xã Suy Xá, mức trúng đấu giá thấp nhất là 7,380 triệu đồng trên 1 mét vuông, mức trúng cao nhất là 24,880 triệu đồng trên 1 mét vuông. Các thửa đất đấu giá tại xã Suy Xá đều có diện tích trên 100 mét vuông. Theo người dân địa phương, mức giá này cũng không phải quá cao. Mức giá trúng đấu giá là ngang bằng, không chênh lệch nhiều so với giá đất hiện vẫn được giao dịch, mua bán tại khu vực này. Mức giá trúng đấu giá cao gấp từ 3 đến 5 lần so với giá khởi điểm. 5 thửa đất được đấu giá tại khu vực xã Lê Thanh, với diện tích bé hơn là từ 76,2 m2 đến 96,3 m2. Các thửa đất này được đánh giá là đẹp hơn so với các thửa đất tại xã Suy Xá. Tuy nhiên, nếu so với đất được đấu giá tại Hoài Đức hoặc Phúc Thọ, cơ sở hạ tầng của các thửa đất kém hơn với đường vào là đường bê tông liên xã. Các thửa đất là xã Lê Thanh có mức giá trúng đấu giá là từ mức thấp nhất 25,130 triệu đồng trên mét vuông cho đến mức cao nhất là 56,680 triệu đồng mét vuông. Mức 56,680 triệu đồng mét vuông khiến nhiều người có mặt tại phiên đấu giá cảm thấy bất ngờ. So với giá khởi điểm là 3,5 triệu đồng mét vuông, mức giá trúng đấu giá cao nhất ghi nhận trong phiên đấu giá là 56,680 triệu đồng mét vuông đã cao gấp 16 lần. Ghi nhận tại các thửa đất được đấu giá tại huyện Mỹ Đức vào sáng nay, những người quan tâm ra tận nơi xem đất chủ yếu là người địa phương. Cảnh dựng lều bạt, kê ghê để tư vấn đất đấu giá như tại các khu vực khác đã không diễn ra. Một số văn phòng môi giới bất động sản tại huyện Mỹ Đức cũng chỉ đưa ra bảng tổng hợp về giá đất trúng đấu giá. Chưa xuất hiện việc chào mời mua đất kèm trên ngay sau khi kết thúc đấu giá như vẫn thường thấy tại các phiên đấu giá đã diễn ra.